Và trong clip tiếp theo buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa Buxell rất là đẹp. Và chất âm cặp loa này thì rất là hay, mặc dù giá thành của nó không cao anh em ạ. Nó là một cặp loa của thương hiệu Yamaha. Và model của cặp loa này là NS-BP200. Một cặp loa có một kiểu dáng thiết kế tựa thiết kế của những cặp loa Buxell 2M. Một cặp loa mà như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì vỏ của nó là vỏ bóng piano. Rất là đẹp đúng không ạ? Loa có một kiểu dáng thiết kế như những cặp loa Spandau Buxell. Cặp loa này của hãng Yamaha và model của nó là NS-BP200. Cặp loa này thì nó không có ế căng anh em nhé, không có ế căng. Cặp loa trần. Cặp loa này là một cặp loa nó lẫn trong công hàng của Việt Vinh. Đấy, anh em có thể nhìn bóng loáng luôn. Quá là đẹp. Chất âm của nó hay lắm. Việt Vinh cũng không nghĩ rằng đây là một cặp loa của thương hiệu Yamaha mà lại chất âm của nó hay như thế này. Thương hiệu Yamaha là một thương hiệu mà rất là nổi tiếng bên châu Âu, đặc biệt là bên Mỹ. Họ rất là chuộng hãng Yamaha anh em ạ. Họ rất là chuộng. Ở Việt Nam mình thì hay chuộng những cái hãng dạng kiểu Pioneer, nào là Sansui, ví dụ như vậy. Nhưng mà với cá nhân Việt Vinh nghe thì dòng loa Yamaha là một cái dòng loa mà nó cho độ chính xác rất là cao, chất âm của nó rất là tốt. Và dòng loa Yamaha và nhất là thương hiệu Yamaha thì ở bên châu Mỹ và châu Âu rất là chuộng, rất là được người Tây họ dùng. Đấy. Còn ở Việt Nam thì là anh em mình cứ thích Sansui kiểu như vậy. Đấy, một cặp loa Buxell mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em đẹp không ạ? Chất âm của nó đậm, chất âm của 2M. Đây là tổng thể hình thức của cặp loa. Anh em có thể nhìn đẹp hơn rất là cao suốt từ con ốc này. Một thương hiệu rất là nổi đồng cối đá khi mà chúng ta sử dụng những cặp loa mang thương hiệu Yamaha. Những cặp loa Yamaha đa số đều là những cặp loa được nhà xuất thiết kế theo dạng kiểm âm, cho nên là âm thanh của nó rất là chi tiết và chính xác. Chính vì lẽ đó cho nên là rất được người nước ngoài họ chuộng. Còn ở Việt Nam chúng ta nghe thì chúng ta hơi theo chiều hướng nịnh tai. Tức là nghe làm sao nó phải có một chút nịnh nọt. Đấy. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì họ không nghe như vậy. Họ cần độ chính xác. Và đây là một cặp loa mà Việt Vinh đánh giá có độ chính xác rất là cao. Đấy. Yamaha. Ở chỗ này thì hơi bong một tí, Việt Vinh ghim vào anh em nhé. Hơi bong một tí sau này. NS-BP200, trở kháng của nó là 6 ohm và công suất âm nhạc của nó là 110W và được sản xuất tại Indonesia. Và đây là cầu loa của nó, sử dụng cầu loa bắp chuối. Đấy, anh em có thể nhìn bên này thì đẹp hơn đúng không ạ? Và với một giá thành chỉ có hơn 2 triệu đồng thôi, một cặp loa có một chất âm rất là tuyệt vời, một chất âm mà anh em đáng để nghe trong những không gian nhỏ. Yamaha NS-BP200. Bài hát Unbreak My Heart mà anh em đang nghe chính là của ca sĩ Darin Dania. Và chúng ta đeo tai nghe và chúng ta cảm nhận cái dải trầm cặp loa này nó phát ra. Mặc dù cặp loa này hình thức là một cặp loa Buxell, nhưng mà dải trầm nó phát ra không kém gì những cặp loa Bass 20-25. Bài hát có một giai điệu rất là tuyệt vời đúng không anh em? Và cặp loa có một chất âm tuyệt vời như thế này. Việt Vinh bán giá chỉ có 2 triệu 500 ngàn đồng thôi. Một cặp loa Buxell rất đáng để anh em nghe đấy anh em ạ. Và anh em nào yêu thích cặp loa này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh xin chào tạm biệt tất cả anh em.
so cruel without you here beside.